Omani, chào các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành, giám đốc của trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm. Hôm nay trong video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về bài khí công Dịch Cân Kinh, bài khí công rất nổi tiếng của chùa Thiền Lâm Tự do Đức Ngài Đạt Ma Sư Tổ trong 9 năm diện bích thì Ngài đã khai sáng ra bộ bí kíp Dịch Cân Kinh này. Lâu nay chúng ta mới chỉ được lưu truyền một hai cái thức vẩy tay đó, nhưng thực ra Dịch Cân Kinh còn rất nhiều cái chiêu thức sau đó và có công dụng rất là cao. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiêu thức nó giúp thông hoàn hệ thống phổi của chúng ta và nó giúp hỗ trợ chữa trị nhiều cho các bệnh đau mỏi vai gáy mà dân văn phòng hay là người hiện nay chúng ta thường phải mắc phải. Chúng ta hãy cùng xem tôi làm mẫu trước. Đó. Hãy xem tôi làm mẫu trước nhá. Vừa rồi tôi đã làm mẫu chiêu thức trong bài Dịch Cân Kinh này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tập theo để có thể có một sức khỏe tốt hơn, một tinh thần minh mẫn, một trí tuệ sáng suốt hơn. Yếu quyết của bài Dịch Cân Kinh này là chúng ta sẽ có hơi thở ra bằng miệng và chúng ta sẽ dùng nhiều đến các đầu ngón chân. Khi đứng lên chúng ta sẽ đứng trên các đầu ngón chân. Đây, tôi hít vào và tay chắp hình búp sen như thế này, tay chắp hình búp sen rất là mềm mại, rất là uyển chuyển. Hít vào, sau đấy thở ra thì chúng ta thở bằng miệng và đứng trên các đầu và đứng trên đầu các ngón chân. Thở ra, hít vào, thở, thở bằng miệng. 3, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít vào, thở ra bằng miệng. Động tác khi làm chúng ta làm rất là chậm rãi, nhẹ nhàng, nhu nhuyễn để lưu dẫn khí khắp toàn châu thân, giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ chữa trị rất là nhiều bệnh tật qua cái động tác Dịch Cân Kinh này. Đây là động tác Dịch Cân Kinh. Rồi, ra cùng nghe lại nhá. Hít vào thì mình hít bằng mũi và khi thở ra bằng miệng. Thở ra bằng miệng và đứng trên các đầu ngón chân. Khi chúng ta thở ra bằng miệng như này là nó xả rất nhiều các khí độc CO2 ra khỏi cơ thể của chúng ta và nó giúp ấm hai quả thận đằng sau lưng của chúng ta, giúp thận ấm hơn, giúp lục phủ ngũ tạng được hoạt động mạnh mẽ hơn thông qua cái hơi thở miệng này. Yếu quyết của bài Dịch Cân Kinh là đứng trên các đầu ngón chân và hơi thở ra là thở bằng miệng. Đó, chứ không phải thở bằng mũi. Thở bằng mũi thì nó chưa tống được hết khí độc ra và nó chưa giúp thông hoàn được cơ thể nhiều như khi chúng ta thở bằng miệng như thế này. Rồi, chúng ta bắt đầu tập nhá. Hít này. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Cứ thở ra đứng trên các đầu ngón chân, thở miệng. Hít vào. Khi hít vào thì chân vẫn thẳng nhá. Chân vẫn thẳng. Thở ra đứng trên các đầu ngón chân. Hít. Thở. Hít. Thở. Rồi. Khi tập bài động tác này chúng ta sẽ thấy vùng ngực của chân chúng ta nó được nở nang ra, cơ xô được mở rộng ra, vùng vai gáy, vùng cánh tay cảm giác là khí căng đầy. Bài Dịch Cân Kinh này có tác dụng giúp chuyển yếu thành mạnh, giúp những người gầy có thể mập hơn, tăng khí cơ thể. Và những người béo khi chúng ta tập bài Dịch Cân Kinh này, nó sẽ làm săn chắc lại cơ thể của chúng ta. Công dụng, công năng rất là tốt. Chúng ta có thể tập hàng ngày. Về số lượng thì chúng ta có thể tập 10 lần hoặc là 20 lần. Mỗi lần tập, mỗi chiêu thức này chúng ta có thể tập 20 lần. Đó. Rất cảm ơn các bạn đã có xem video của tôi. Quý vị có thể xem video sâu sắc hơn, nhiều hơn, đầy đủ hơn tại trang web thiền-bệnh.com. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Lợi ích khi đăng ký khóa online Dịch Cân Kinh trị bệnh. Được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh. Bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân. Chiêu 11, rất tốt cho mật. Chiêu 12, giải độc cho gan. Và toàn bài Dịch Cân Kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học.
được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa Bát Đoạn Cẩm trị bệnh và khóa Thiền trị liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.